Kính chào các đồng chí và các bạn đang xem chuyên đề Chỉ chủ quyền an ninh biên giới của Đài Trung Hà Đại Vinh phối hợp cùng Bộ đội Biên phòng Trại Dinh thực hiện. Chương trình hôm nay có phóng sự mô hình con bò 1.000 đồng của Bộ đội Biên phòng Trại Dinh trên vùng biên giới. Bắt đầu mời quý vị xem phần tin. nhằm đánh giá sát đúng kết quả công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của đơn vị. Vừa qua tại trường bắn bộ chỉ huy quân sự tỉnh, chỉ huy bộ đội biên phòng trà vinh tổ chức kiểm tra bắn đạn thật năm 2021. Đối với khối cơ quan bộ chỉ huy đối tượng kiểm tra được chia thành hai nhóm, nhóm quân dân chuyên nghiệp và hạ sĩ quan, binh sĩ bắn súng tiểu liên ak bài 1, bắn mục tiêu ẩn hiện ban gai. Kết quả kiểm tra có 100% đạt yêu cầu, trong đó có 50% khá giỏi. Nhóm sĩ quan bắn súng ngắn K54 bài 1, mục tiêu cố định ban ngày, kết quả kiểm tra có 100% đạt yêu cầu. Trong đó có 45% khá giỏi. Đối với khối chiến đấu là các đồn, hải đội, đối tượng kiểm tra cũng chia làm hai nhóm. Nhóm quân nhân chuyên kiệp và hạ sĩ quan, binh sĩ bắn súng tiểu liên AK bài 1, bắn mục tiêu ẩn hiện ban ngày. Kết quả kiểm tra có 100% đạt yêu cầu, trong đó có 65% khá giỏi. Nhóm sĩ quan bắn súng ngắn K54 bài 1 kết quả kiểm tra có 100% đạt yêu cầu, trong đó có 60% khá giỏi. Kết quả kiểm tra bán đạn thật năm 2021 đánh giá chung toàn đơn vị huấn luyện đạt loại khá. Thực hiện đề án tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ nhân dân dùng biên giới hải đảo giai đoạn 2017-2021. Tuần qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Trại Vinh tổ chức 10 lớp tuyên truyền phổ biến pháp luật cho hơn 300 cán bộ nhân dân khu vực biên giới biển. Tại các buổi tuyên truyền, các đại biểu được nghe Đại tá Mai Giang Yên, chủ nhiệm chính trị Bộ đội Biên phòng tỉnh, triển khai một số nội dung cơ bản của luật Biên phòng Việt Nam, nghị quyết 132 của Quốc hội về tham gia lực lượng gìn chữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc, thông tin một số tình hình có liên quan đến hoạt động bảo vệ chủ quyền vùng biển, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới biển của tỉnh Trà Vinh. Thông qua các buổi tuyên truyền, giúp cho các đại biểu, nhất là bà con nhân dân các xã vùng sâu, gian biển, hiểu rõ hơn quan điểm, đường lối, chủ trương của đảng, pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương cũng như chức năng nhiệm vụ của lực lượng bộ đội biên phòng. Từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, xây dựng quê hương giàu đẹp, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Ngày 14 tháng 12, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Trà Vinh tổ chức hội nghị tổng kết công tác biên phòng năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Minh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh chủ trì hội nghị. Năm 2021, tình hình an ninh chính trị trên toàn tuyến biên phòng được giữ vững ổn định. Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh kịp thời chỉ đạo các đồn đơn vị thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp với lực lượng chức năng và chính quyền địa phương giải quyết tốt các vụ việc xảy ra, không để tạo thành điểm nóng. Về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đơn vị đã triển khai quán triệt học tập đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của đảng các cấp, tham mưu cho Quỹ ban nhân dân tỉnh tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Trại Dinh trong công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu đơn vị thực hiện nghiêm kế hoạch huấn luyện đúng thời gian nội dung và đảm bảo quân số tham gia tổ chức điều động 192 lượt cán bộ chiến sĩ và một tàu tuần tra tăng cường bảo vệ biên giới và phòng chống dịch covid-19 tại hai tỉnh Long An và An Giang theo chỉ đạo của Bộ Tư lệnh trong công tác phòng chống lục bão tìm kiếm cứu nạn lực lượng bộ đội biên phòng đã kêu gọi thông báo cho hàng chục ngàn lượt phương tiện vào nơi tránh trú bão áp thấp nhiệt đới kịp thời cứu nạn đưa năm ngư dân vào bờ an toàn Tên chứng kết quả trên, qua tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm 2021, toàn đơn vị có 22 tập thể, 152 cá nhân được các cấp khen thưởng bằng chiều hình thức. Thưa các đồng chí và các bạn, nhằm giúp đỡ các gia đình gặp khó khăn trên khu vực biên giới có điều kiện sản xuất dương lên trong cuộc sống, mới đây đảng quỹ Bộ đội Biên phòng tỉnh phát động mỗi cán bộ đảng viên Bộ đội Biên phòng tỉnh đóng góp mỗi người 1.000 đồng mỗi ngày, gây quỹ mua bò giống tặng họ khó khăn phát triển sản xuất. Phần còn lại của chuyên đề chỉ chủ quyền an ninh biên giới hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các đồng chí theo dõi phóng sự mô hình con bò 1.000 đồng của Bộ đội Biên phòng Trà Vinh trên trục biên giới. Khu trực biên giới biển của tỉnh Trà Vinh gồm 9 xã 2 thị trấn thuộc 3 huyện Châu Thành, Cầu Ngang, Duyên Hải và Thị xã Duyên Hải. Dân số 24.537 hộ với 97.426 nhân khẩu, trong đó dân tộc Khmer có 1.530 hộ, tỷ lệ hậu kèo và cận kèo còn khá cao, những năm qua mặc dù các cấp quỹ đảng chính quyền địa phương luôn quan tâm hỗ trợ giúp đỡ người dân bằng nhiều việc làm mang lại hiệu quả thiết thực góp phần sau đó giảm nghèo tuy nhiên do đặc điểm địa lý khu vực biên giới là các xã dùng sâu dùng xa xã bãi ngang xã đảo nên đời sống của người dân nơi đây còn gặp nhiều khó khăn xuất phát từ việc học tập và làm theo bác để góp phần chia sẻ khó khăn với bà con nghèo nơi biên giới có điều kiện dương lên ổn định cuộc sống Đảng Quỹ Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh tổ chức phát động cán bộ chiến sĩ trong bộ đội Biên phòng tỉnh đóng góp thực hiện mô hình con bò 1.000 đồng sau 7 tháng thực hiện, số tiền có được 80 triệu đồng. Đảng Quỹ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Trại Vinh chọn địa bàn xã Long Vĩnh, huyện Dương Hải làm điểm. Trước nhất là hỗ trợ 4 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi hộ một con bò và số tiền 3 triệu đồng để cất chuồng trại tạo điều kiện phát triển kinh tế gia đình. Việc làm này tuy giá trị nhỏ nhưng thể hiện tính nhân dân sâu sắc, tình đoàn kết quân dân sâu nặng, lan tỏa tinh thần yêu thương, chia sẻ với cộng đồng. Đây cũng là tình cảm trách nhiệm của bộ đội biên phòng đối với bà con nghèo nơi biên giới. Theo em đánh giá thì cái mô hình mà một con mô hình bò 1.000 đồng của biên phòng tỉnh hỗ trợ cho chị em hội viên phụ nữ là mô hình này rất thiết thực và ý nghĩa nhằm để tạo các công ăn việc làm cũng như giúp cho chị em hội viên nghèo À, phát triển kinh tế dương lên thoát nghèo và nguồn thức ăn thì nói chung là dễ kiếm mà nó cũng dồi dào chính quyền địa phương thì cũng như đề xuất về trên sẽ mở một cái lớp tập quấn về cái kiến thức về cũng như cái, 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 cái kinh nghiệm chăn nuôi bò đến thăm bốn hộ chân kẹo được nhận hỗ trợ bò giống từ chương trình con bò 1.000 đồng của đảng bộ bộ đội biên phòng tỉnh trà vinh tại xã long chỉnh quyền duyên hải lần này tuy mỗi người, mỗi cảnh nhưng chung quy kinh tế gia đình khó khăn và con bò giống là niềm ước mơ của họ em rất vui khi được tặng con bò, ý uh, em cũng trước mắt em cũng cảm ơn những anh đồ biên phòng đã giúp cho em có con bò, còn con bò em hứa sẽ nuôi nó cho tốt, cho nó sinh sản được nhiều và để có được tiền để giúp nuôi con rồi này kia cho nó ăn học gia đình chị Trần Thị Hạnh ở ấp Kinh Đào, xã Long Chỉnh một trong bốn hộ gia đình được bộ đội biên phòng tặng bò lần này. Đó là một căn nhà tạm bờ được dựng lên trên nền đất chỉ dài chục mét vuông nằm sát mé nước của con kênh đào. Sống ở nông thôn, gia đình chị không có đất sản xuất, cuộc sống vợ chồng chị Hạnh và ba đứa con thơ chỉ trong cậy vào nghề đặt lợp gian sông của chồng và thu nhập lao động tự do này có mai không của chị. Thương cho hoàn cảnh chị Hạnh, các đảng viên của đồn biên phòng phụ trách giúp đỡ luôn trang trở, một con bò giống tuy không chịu, nhưng tin rằng sẽ là chiếc cần câu để giúp cho hộ gia đình chị Hạnh từng bước để dần lên thoát nghèo. Ngoài cái kế hoạch là đảng viên với gia đình, thì đảng quỹ bộ hoàn tính là phát động cái phong trào, cũng như là hiện cái mô hình con bò hoàn đồng. Theo tôi thấy đây cũng mô hình này nó rất là hiệu quả và thiết thực. Thì qua cái mô hình con bò hoàn đồng này, thì tạo cái sự gắn kết giữa cán bộ chiến sĩ đội phòng Long dĩnh với cái những đảng hộ gia đình mình phụ trách đó, thì để ví dụ như mình tặng con bò đó để tạo cái phát triển kinh tế cho bà con để nó gần gũi hơn nữa thì thường xuyên tới lui để mình thăm lơm, mình chỉ hướng dẫn những cái kỹ thuật trong bà con chăn nuôi cái nhất cái hai nữa là đồng thời để mới tuyên truyền những nội dung gì sách mới gì của đảng nhà nước để gần gũi đến bà con hơn để bà con tiếp cận được cái đó thì hai cái mô hình nó kết hợp với nhau là tôi thấy là rất là hiệu quả không chỉ có mô hình con bò 1.000 đồng mà những năm qua đảng quỹ bộ Chí huy bộ đội Viên phòng trại dinh đã triển khai nhiều mô hình hỗ trợ người chân kèo trên khu vực biên giới như mô hình nâng bước em tới trường con nuôi đồn biên phòng, biển mạng tình cờ hãy làm sạch biển, được cấp quỹ chính quyền địa phương ghi nhận, quân chúng nhân dân đánh giá cao, có mô hình được chính phủ tặng bằng khen. Thời gian tới, lực lượng bộ đội biên phòng Trà Vinh sẽ tiếp tục duy trì thực hiện có hiệu quả các mô hình trên. Riêng đối với mô hình con bò 1.000 đồng, phấn đấu hàng trăm hỗ trợ từ 4 đến 6 hộ trên khu vực biên giới có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn góp phần nhỏ bé cùng với cấp quỹ chính quyền địa phương thực hiện công tác an sinh xã hội, tạo điều kiện để người dân dương lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống, cùng với bộ đội biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới dùng biển tỉnh nhà. Chuyên đề về chủ quyền an ninh biên giới của đài truyền hình Đài đến đây là hết. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin tạm ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.